Xin chào tất cả anh em tham gia chương trình Giveaway Ai Góp nhận 0.01 0.001 giá hiện tại khoảng ETH giờ khoảng 35 đô chính xác không các bạn. Rồi để tham gia giá các bạn click phần link mô tả bấm nút start nha các bạn. Con này có giới hạn là 5.000 người nha các bạn. Sau khi bấm nút start xong cái bạn bấm vào nha các bạn. Ơ các bạn bấm vào menu nha các bạn. Sau khi bấm menu này, menu xong các bạn nhấn bấm dẫn tiêu niệm đợi đại đi các bạn. Giờ em về thôi. Anh chờ mình chút nha các bạn. Mình đang uống phê. Nhìn được thì các bạn join vào ba kênh, hai kênh channel nó và một cái kênh group nữa nha các bạn. Nhiệm vụ nó chỉ có trên Telegram không nha các bạn. Còn ba kênh xong các bạn bấm nó submit đi tên. Sẽ không trên theo ta. Thường thường thì rồi. Các bạn bấm submit đi tên cái nữa các bạn. Con này kỹ ta. Con bot khùng nghĩ cho nó vẫn hồi chơi. Chụp mấy được. Đây. Rồi nó kêu các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Con bot nó hồi kỹ quá. Anh quên nè. Gỡ nó các bạn. Rồi nó kêu bạn điền địa chỉ username. Các bạn cố gắng làm đại đi nha các bạn. Vậy 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 thôi. À giá ETH khá là cao. Rồi các bạn đi chỉ giá ETH. Rồi sẽ thêm mới các bạn mới với chocolate. Chào các bạn. Rồi các bạn mở luôn nha ta. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi bạn gửi nha bạn. Rồi các bạn bấm vào lấy đường giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân, bấm bấm status để kiểm tra số token mình kiếm được. Mình đã nhận được 0.001 ETH nè. Con này để mình coi mình biết phân phối vào ngày nào các bạn. Nếu mình biết mình có để dưới phần link mô tả nha các bạn. Vậy mình video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Cái máy là giặt hoài.